Lại là thời điểm tháng 3 và đây lại là lúc Apple tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới. iPhone 14 mới sắp được ra mắt thị trường. Các bạn không nghe nhầm đâu. iPhone 14 mới và rất nhiều sản phẩm khác. Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relax. iPhone 14 mới, đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, nó đã ra mắt được khoảng 6 tháng rồi nhưng đến bây giờ lại có một phiên bản mới dành cho nó. Tất nhiên Apple ra mắt phiên bản mới của iPhone 14 thì nó hoàn toàn dễ hiểu rồi. Cái này chúng ta sẽ nói sau ở phần cuối của video nha. Còn trước đó thì chúng ta còn rất nhiều những sản phẩm khác bên cạnh những dòng sản phẩm iPhone mà các bạn. Và có thể vào dịp tháng 3 này thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện tiếp theo của Apple. Mình khá là mong chờ cái sự kiện mới lần này bởi vì sao các bạn? Nếu như mọi năm thì họ thường chỉ cho ra những cái lựa chọn option mới về hiệu năng thì năm nay có thể chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm hoàn toàn mới, có nghĩa là không phải là bình cũ, rượu mới nữa mà bây giờ chúng ta sẽ là cái gì ạ? Bình mới và rượu cũng là mới luôn. Nhà phân tích Ross Young về chuỗi cung ứng màn hình thì đã đưa ra chúng ta một cái thông tin cực kỳ uy tín vào những đầu tháng 2 rồi cơ. Đó là chúng ta sẽ có một con MacBook mới với màn hình là 15,5 inch. Và đây có thể sẽ mang tên là MacBook Air 15 inch. Theo như Ross Young thì đây sẽ là màn hình LCD 15,5 inch lớn nhất từ trước đến nay trong dòng Air. Con MacBook Air mới này sẽ chạy con chip M2, có nghĩa là tương tự so với cả con MacBook Air M2 của năm ngoái. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có một phiên bản lớn hơn của con MacBook Air M2 mà thôi, và có thể đây sẽ là màn hình tai thỏ các bạn nha. Tuy nhiên theo như Min Chi Kuo thì lại nói rằng là nhiều khả năng đây sẽ không phải là sản phẩm mang tên là MacBook Air. Có nghĩa là nó tương tự với dòng Air nhưng nó lại không tên là Air. Nó sẽ là dòng sản phẩm ở giữa phân khúc dòng Air và dòng Pro. Có thể chúng ta sẽ có thêm lựa chọn là M2 Pro cho cái dòng MacBook như thế này. Điều này có nghĩa là gì ạ? Trước đây các bạn mua một con MacBook Air M1 hoặc M2, mức giá của nó có thể loanh quanh là khoảng hơn 20 triệu đồng. Và các bạn mua dòng Pro như thế này thì mức giá của chúng ta sẽ được nâng lên khoảng là hơn 30 triệu đồng. Thì đến bây giờ sẽ có một cái con máy ở giữa hai cái dòng phân khúc này. Đó, các bạn sẽ có thêm lựa chọn, thêm trải nghiệm và tất nhiên là thêm cái độ lớn về màn hình nữa rồi. Một con MacBook như thế này nó sẽ không mang tên là Air mà có thể nó sẽ chỉ mang tên là The MacBook mà thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm Apple Silicon không tên là Pro, không tên là Air mà chỉ có duy nhất cái tên là MacBook. Đó, một lựa chọn hoàn toàn mới và có thể đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Các bạn có thể thêm lựa chọn cho mình, gia tăng thêm sự đau đầu với túi tiền của mình xem như nào là lựa chọn con nào ngon nhất. Và lúc đó thì bọn mình lại có nhiệm vụ là phân tích sâu hơn cho các bạn. Bên cạnh cái dòng MacBook mới thì chúng ta có thể sẽ có thêm một dòng sản phẩm mà theo như Mark Gurman, một tay viết uy tín của tờ Bloomberg có cho biết, Mac Pro năm nay có thể sẽ có một phiên bản mới mà không chạy chip Intel và có thể nó sẽ là M2 Ultra. Trước đó thì đã có những thông tin liên quan đến việc là chúng ta sẽ có con M2 Extreme, có nghĩa là ghép giữa hai con M2 Ultra và một con chip lớn hơn. Nhưng mà theo như Mark Gurman thì có thể là con Mac Pro mới này nó sẽ chỉ là chạy con M2 Ultra mà thôi và sẽ không có tùy chọn nâng cấp RAM. Cũng theo như Gurman thì vào cái thời điểm tháng 1 ấy, thì Apple đang thử nghiệm bộ đôi Mac Pro mới chạy macOS 13.3 và có thể sẽ được phát hành công khai vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ bị muộn hơn. Và đây là thông tin hay ho nhất về iPhone 14 mới. iPhone 14 mới năm nay nó khác cái gì hả các bạn? Khác gì? Khác mỗi cái màu. Theo như thông lệ hàng năm của Apple thì cứ vào khoảng tháng 3 họ sẽ ra một cái màu mới. Và cái điều này nó đã bắt nguồn từ những đời iPhone 12 rồi. Chúng ta có iPhone 12 tím này, chúng ta có iPhone 13 xanh này. Và đến năm nay có thể là họ vẫn sẽ cho ra một sản phẩm mới mang tên là iPhone 14 màu mới. Hiện tại thì đang có 3 màu mà Apple đang đầu tư và có thể là chúng ta sẽ có được nó trong tháng 3 hoặc tháng 4 này. iPhone 14 màu xanh nước biển đậm, iPhone 14 màu hồng và iPhone 14 màu vàng. Các bạn để ý một điều như thế này. Rõ ràng là từ đời iPhone 11 và iPhone XR thì Apple chưa bao giờ quay trở lại cho chúng ta một lựa chọn iPhone tiêu chuẩn nó có màu vàng cả. Những cái màu mới của iPhone 12, 13 thì hoàn toàn không phải màu vàng. Thì tại sao có thể năm nay họ sẽ cho ra mắt màu vàng các bạn? Chúng ta hãy cùng nhìn vào doanh số của iPhone 14. So với cùng kỳ thời điểm ra mắt của iPhone 14 thì iPhone 13 của chúng ta đạt đến 25% thị phần, trong khi iPhone 13 mini chỉ là 1% thị phần mà thôi. So sánh với iPhone 14 thì iPhone 14 chỉ còn là 23% thị phần. Mặc dù iPhone 14 tiêu chuẩn đã có mức giá rất tốt so với dòng Pro, tuy nhiên chúng vẫn không tránh khỏi vấn đề là bị bán ế. Dù đắt là thế nhưng iPhone 14 Pro Max có nhiều chương trình giảm đến 7 triệu hay là MacBook Air M1 giảm đến 9 triệu, Apple Watch Series 7 cũng giảm đến 4 triệu ở trong nhiều những cái chương trình giảm giá của chúng ta. Hay là những cái dòng sản phẩm Apple khác giảm đến 35% trong chương trình Hãy Nói Lời Yêu tri ân 8 tháng 3 của Shopdang từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 thì rõ ràng người dùng có thêm lý do để chọn dòng Pro rồi đúng không? Thêm một chút quảng cáo này, đặc biệt là duy nhất từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, những cửa hàng Shopdang trên cả nước sẽ có chương trình là Sun Hot Sale và có thêm cơ hội là nhận voucher đặc biệt là giảm giá Shopdang 8 tháng 3. Cứ đến là sẽ có quà của Shopdang.
Các bạn đừng quên đăng ký nhận thông tin hot sale và những thông tin chi tiết giảm đến 35% cho những dòng sản phẩm Apple. Mình sẽ để trong đường link ở phần comment cũng như phần mô tả nhé. 2% thị phần ở đây là một con số cực kỳ lớn, và bù lại thì họ lại bán được cái dòng iPhone 14 Plus lên đến là 11% thị phần cơ. iPhone 14 Pro thì không nói làm gì, bởi vì nó giống như là một cái sản phẩm chim mồi để các bạn có thể lựa chọn 14 Plus hoặc là 14 Pro Max ấy. Nhưng các bạn thấy không, iPhone 14 Pro Max năm nay của chúng ta đang gánh một cái số lượng rất là lớn, và cái sự lệch kèo nó thiên hẳn về dòng Pro luôn. iPhone 14 và 14 Plus chiếm một cái doanh số nó không quá lớn. iPhone 14 thì được mong chờ là sẽ tiếp tục trở thành sản phẩm bán chạy thì nó lại tụt doanh số. Còn iPhone 14 Plus mong chờ là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong series thì chỉ đạt được là 11% thị phần so với toàn thể iPhone 14 series mà thôi. Thì chúng ta đều thấy rõ được vấn đề, đó là cái dòng Pro và đặc biệt là Pro Max đang gánh quá là nhiều những cái trọng trách. Ở đến bây giờ cứ cho ra cái dòng 14 như này thì lại ế mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà Apple có thể sẽ quyết tâm ra dòng sản phẩm màu mới để tiếp tục kích cầu. Vậy tại sao nó lại là màu vàng hả bạn? Như mình vừa nói phía trên ấy, thì kể từ iPhone 11 chúng ta đã không còn lựa chọn màu vàng nữa. Và cái màu vàng hay chúng ta gọi là màu gold ấy, nó chỉ còn là lựa chọn ở trong những cái dòng Pro mà thôi. Có nghĩa là đây là một cái màu khá là premium. Các bạn phải nâng cấp lên dòng Pro này thì các bạn mới có được màu vàng như thế này. Và đây là một trong lựa chọn tuyệt vời ở các quốc gia châu Á, đặc biệt là thị trường con cưng của Apple là thị trường Trung Quốc. Thị trường châu Á và thị trường Trung Quốc là một trong những nơi mà chuộng màu vàng nhất. Và có thể một con iPhone 14 hoặc 14 Plus màu gold có thể sẽ mang lại những cái sự bứt phá về mặt doanh số. Tại Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á ấy, thì màu vàng được xem là màu của sự may mắn. Và Apple thấy rằng Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, có sức tiêu thụ iPhone lớn. Và với cái triết lý như thế này thì có thể là họ mong rằng là khi mà mang lại cái màu gold từ cái phiên bản cao cấp hơn xuống những phiên bản thấp cấp hơn thì người ta sẽ được kích cầu mua nhiều hơn ở những dòng như thế này. Và đây rõ ràng là một quân bài cũng khá là an toàn đến từ Apple đấy chứ. Không biết rằng cuối cùng Apple sẽ ra màu gì, thế nhưng mình tin rằng là chắc chắn họ sẽ có màu mới, 99% rồi. Nhưng mà màu vàng nó đang chiếm lợi thế hơn cả, và sẽ có 1% nhỏ là chúng ta sẽ có thêm 2 màu nữa. Có nghĩa là năm nay Apple có thể sẽ cho ra mắt là 3 màu mới chứ không phải 1 như là mọi năm.